gọi mẹ nó thôi. Đứa nào cũng học. Câu 1 con chọn con nào Vi? Câu C. C đúng rồi. Câu 2 đọc chọn câu nào? Câu Vin Vi quá. Quá. Hu hu. Rồi. Xuống phần nhấn âm đi. Xuống phần nhấn âm. Artistic. Khi nào có cái đuôi xx này nè, con nhấn trước nó nhá. Rồi cho suy nghĩ 1 phút, suy nghĩ 2 câu 1 2. Artistic. Câu C đọc theo cô. Câu C hả? Dramatic. Scientific. Nhấn trước X mà. Đáp án là câu B. Sai, suy nghĩ lại đi. Rồi, làm nhanh đi. Bạn nào cũng muốn cúp cua hết là sao? Rồi, làm câu số 1, bài số 1 cho cô. Cái nào phát âm ED mà đọc là tờ ấy thì viết xuống đây cho cô này. Phải phòng gì chó sủa xôn xao khắp phố phường thì đọc là tờ, nghe chưa? Vậy chúng ta có stem tờ, look tờ, book tờ, watch tờ, ray, ray có tờ không? Ray không có tờ mà razor, à raider với lại visitive. Chúng ta có câu nào? Chúng ta có đây này, cái này này, bốn cái này đọc là tờ, phát âm đi đọc là tờ. Rồi xuống đây, hãy chọn đáp án điền vô. Rồi làm đi. Rồi hai bạn kia, artistic nhấn âm 2, historic nhấn âm 2, dramatic nhấn âm 2 và scientific nhấn âm 3. Có phải chọn câu này chứ sao chọn bậy bạ? Rồi, medical. Âm đầu nhá. Hospital âm đầu luôn. Electric, electric con nào? Politic con nào? Câu nào? Electric, politic, politic là nhấn âm nào con? Politic nhấn âm đầu này, electric nhấn âm hai này, khoanh vào câu D luôn cho cô. Cái này nhấn âm đầu nhé, mặc dù là X nhưng nhấn âm đầu. Xuống bài dưới đi, 1, 2, 3, 4, dễ, nhanh lên. Rồi, câu số 1 chưa? Cái quả cam này vị như thế nào? Quả cam vị sao? Nói nghe. Mi và Nick thích cái gì? Đằng sau like là gì Vi? Đằng sau like là gì Vi? Rồi coming. Rồi bạn bông nào? Nếu mà nhà máy, đây là câu điều kiện nhá. Will die nè. Vậy thì đây loại 1 rồi. Điều kiện loại 1 thì ở đây sẽ là gì? Hiện tại đơn, chọn cho cô đi. Cái nào là hiện tại đơn? Dạ câu hiện tại đơn. Câu chủ ngữ số nhiều. Không được, đó là quá khứ rồi. Hiện tại đơn là chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít, động từ thêm S hoặc ES vào. À. Rồi. Cộng A. Vì nước, ô nhiễm nước là chọn tổng từ nào ha? Yeah, pollution. À, pollution. Bông. Lại là câu điều kiện và loại 2. Loại 2. A, good than sneeze. Rồi, suy nghĩ 5, 6 và 5, 6 câu chia thì suy nghĩ đây. Cho vài phút suy nghĩ lát đọc cho cô đáp án luôn đó. Rồi. Hai bạn bên đây. Câu số 5 Vi, nếu mà nhà máy tiếp tục đổ những chất độc hại vào trong hồ thì tất cả cá và những sinh vật dưới nước khác sẽ chết. Câu điều kiện loại mấy này? Điều kiện loại mấy? Vậy. Dạ sao cô? Điều kiện loại mấy? Câu số 5 điều kiện loại mấy? Điều kiện loại 1. Chọn đáp án. Thì D. Rồi, bông, câu dưới. Chúng ta đang thiếu cái gì ở đây? Danh từ hay tính từ hay động từ hay trạng từ? Danh từ là cái gì cô? Trời ơi, danh từ á hả? Danh từ là những từ chỉ sự vật hiện tượng. Thêm cái gì? Sần là danh từ. Contamination. Nha, contamination.
Rồi xuống chia thì câu số 1 vi thì gì? Hiện tại đơn. Usually là hiện tại đơn nè. Tôi cho thì rồi mà không chia được cái tay tôi nha. Câu số 2 là you chu, cấu trúc you chu. Cộng động từ nguyên mẫu đã từng, các bạn ghi vào nha. Đã từng làm gì đó trong quá khứ. Câu số 3 thì gì Vi? For là thì gì đó? Quá khứ. Quá khứ đâu? Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành cô. Rồi, câu số 4 là điều kiện loại mấy? Điều kiện loại mấy? 1. 1. Câu số 5 điều kiện mấy? Điều kiện loại. Điều kiện nè, cái này là phạt nè, phạt mà nó xài thêm sờ vào loại mấy đó? 1 vì nó là hiện tại đơn. Rồi, câu 6 điều kiện mấy? 2. Điều kiện 1 luôn. Đâu quá khứ đâu mà 2, khi nào con nhìn thấy quá khứ không biết là 2. Rồi suy nghĩ cho cô mấy cái bài chia thì này đi. Suy nghĩ đi. Nào, câu số 1 Vy. Vy. Thì đây cô. Đọc. Thì go thêm ES. Go ES. Rồi đúng, very good. Bông. Bố của tôi đã từng đi câu cá khi ông ấy còn là một đứa trẻ. Bông. Bông. Ừ. Đúng rồi. Vì hiện tại hoàn thành. Tôi đã sống, bọn họ đã sống ở đây 8 năm rồi. Hiện tại hoàn thành nhanh nhanh nhanh. Hey. Have lived cô. Đúng rồi. Have lived. Bông. Loại 1. Will của cô là will. Nó có will bên đây rồi má ơi. Bên đây nó có will rồi nha. Jason. Bên đây là hiện tại đơn. S. Đọc là recycle. Chủ ngữ số nhiều mà giữ nguyên. Chủ ngữ số nhiều giữ nguyên. Khi nào chủ ngữ số ít thì phải thêm s nào. Bông à vi. Loại 1 kìa, nhanh. Yeah. Wonder cô. Đúng rồi, wonder. Xuống bài dưới bông. Will be cô. Đúng rồi. Will be. Xuống bài này các bạn đọc trong một vài phút đi. Đọc đi rồi làm nhá. Đấy. 10 câu này. Suy nghĩ đây. Thị mẹt bên này. Môi trường, ô nhiễm môi trường là một thuật ngữ mà gì? Mà ám chỉ tất cả cách mà gì? Mà con người gây ô nhiễm cái khu vực sống xung quanh của anh ấy, của họ. Ở đây sẽ là cái từ ám chỉ nó đi với chu này là refer. À, chọn cô từ refer. Rồi, con người làm bẩn không khí với những cái khí ga gì? Exhaust gases, khí thải á, những cái khí mà thoát ra và khói, rồi làm ô nhiễm nước với hóa chất. Bây giờ cái từ nào là làm bẩn nước, làm ô nhiễm nước? Cái từ gì? Purify, pump hay spray hay là poison, chọn đi. Thử. À, đổ ra nước hóa chất và những cái hợp chất khác và gây hại cho cái gì, với phân hóa học, với thuốc trừ sâu. Rồi suy nghĩ đi nhá. Câu số 2, số 3, số 4 suy nghĩ đi nhá. Số 3, số 4 á, suy nghĩ đi. Dịch tiếp này. Con người còn làm ô nhiễm khu vực sống xung quanh của anh ấy hay của bọn họ bằng những cách thức khác nhau, ví dụ như mọi người làm hư hỏng vẻ đẹp tự nhiên bằng cách đổ những cái rác thải ra, rác rưởi lên đất và vào trong nước nha. Suy nghĩ đi nha. Tôi đọc cho cô đáp án nha. Mày ngồi chơi đâu. Này, hai chị nào, câu số 3 con sái gì? Nói nghe. Câu số 3 sái gì? Con người làm bẩn không khí với những khí, những cái khí và khói, làm ô gì? Làm đổ ra nước, không, làm ô nhiễm nước thì mới đúng hơn. Ở đây con sẽ xài cái từ poison cho cô. Làm độc hại nước với hóa chất và những hợp chất khác, gây nguy hại cho gì? Cho đất với phân bón và hóa chất độc hại ha.
thuốc trừ sâu. Đây, con người còn làm ô nhiễm xung quanh khu vực sống xung quanh bằng cách, ở đây xài bài cho cô, bằng cách thức khác nhau. Ví dụ như mọi người còn phá hủy vẻ đẹp tự nhiên bằng cách vứt vứt rác đầy trên đất. Ở đây xài cho cô cái từ scattering, rác rác rải lung tung. Rồi, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta phải đối mặt ngày nay, mà nhân loại, cái này là nhân loại này, phải đối mặt ngày nay. Ô nhiễm gì đây? Không khí này, nước này, đất là rất cần thiết đối với gì? Đối với sự sinh tồn của tất cả sự vật sống, của những sinh vật sống. Sự sinh tồn đâu? Chúng ta đang cần một danh từ ở chỗ số 7. Danh từ của chúng ta đó là survival, sự sinh tồn. Rồi, những cái ô nhiễm không khí tệ hại có thể gây ra những ốm đau, bệnh tật và chết chóc nữa hả? Và thậm chí là chết chóc. Ở đây cái từ even, sự thậm chí. Ô nhiễm nước còn giết chết cá và những động vật dưới nước khác. Dưới nước là xài cái từ marine này. Rồi, ô nhiễm đất làm giảm cái khu đất canh tác, lương thực, tức là làm giảm đi cái lượng đất để trồng lương thực. Và sự ô nhiễm môi trường còn mang tới cho con người cái gì? Vẻ đẹp, tức là còn làm xấu đi cái vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp tự nhiên của loài người. Vẻ đẹp tự nhiên là gì? Natural beautiful world. Rồi, xong. Xong nha. Hai chị. Có đó không? Hả? Tôi nói khản cổ từ nãy giờ mà cuối cùng có nghe không? Bông. Bông về. Trời ơi là trời, tôi gọi cho mẹ nó mới được. Nãy giờ có nghe không? Muốn gọi mẹ không? Câu B. Đúng rồi. Vì câu hai con nhanh. Câu B cô. B này không có gì sai hết á. Có mấy cô. Sai chỗ nào? Mấy cô đâm cho cô. Đúng rồi, ok. Rồi câu số 3, bông. Dạ cô. Câu D. Very good. Vì nhanh. Bị động. Nhà là vật, xài bị động. Nhanh. Bị động đâu, nó đã đúng dạng bị động chưa? Cô. Đúng rồi, phải là the worst, destroy ED. Rồi, hai đứa xuống bài này là xong, sang đề khác. Rồi, suy nghĩ viết đi, viết. Rồi, vì câu 1, học sinh có... Rồi, cái này làm miết à, đọc đi để tôi viết. Làm đi, làm lại. Nếu mà giáo viên nhanh loại 1. Nếu giáo viên dạy đọc đi. Giáo viên số nhiều mà. Rồi tiếp. Tiếp. Đọc về bên kia cho cô. Câu điều kiện về bên kia. Student em A rồi mà xong A em, không thể A được. Đúng dạng. Em cô. Đọc đi. Student gì? Nguyên mẫu cô. Gubi. Động từ to be đưa về nguyên mẫu. Nhớ viết tiếp cho tới environment. Rồi bông câu 2. Xác định loại gì đây? Câu bị động. Đúng rồi, câu bị cô. Câu bị á, đọc đi. Người mọi người nói tiếng Anh trên khắp thế giới. Bây giờ tiếng Anh được nói trên khắp thế giới. Được. Đúng rồi, nói đi. Ở hiện tại. Bị động thì ở hiện tại đơn là Amia, động từ cột 3. Nhắc lên. Ừ. Is y, động từ cột 3 của subject là support gì? Spoken. Viết tiếp khúc đằng sau. All over the world. Con bị hồng câu bị động rồi. By people bị viết. Vì câu 3, có nhiều sông và hồ bị nhiễm độc, nhà máy sản xuất rác thải vẫn đổ nó vào sông và hồ. Nào nhanh lên. Because
Factory produce. Nhanh. Waste. Mình biết đọc sao produce waste. Phải lo mà đọc đi chứ. Để lâu là chẳng biết đọc đâu. And pour it into rivers and lake. Đấy, many. Đọc đi. River and lakes. À, xong đọc được, cô đọc hết vậy? Poison. Yeah. Bông, câu cuối cùng nhanh sang đề mới. Là mít. Nhanh. Là. Nhanh. Thời gian là vàng là bạc. Đây cô. Xác định loại gì ạ? Đó là bài tập dạng gì đó? Không biết hả? Đâu cô coi nào, đâu rồi? Ủa? Sau khi kìa. Đưa cái từ sau khi vào. After là sau khi, then là sau đó. Làm sao thay vào chỗ nào thì tùy con. Then a hô. Ghi lại. Không đọc được luôn mà, lâu quá bỏ bê, không chịu học từ vựng, không chịu học tiếng Anh, học qua loa bây giờ không đọc được luôn, méo miệng luôn. Méo hết cái mỏ rồi gì? Ok, nào tôi sẽ giúp chị. Nào, họ cung cấp đồ ăn, sau đó dọn dẹp đống đổ nát nhá ơi. Sau khi họ gì? Sau khi họ cung cấp đồ ăn. Provided food. Phẩy này. They cleared up the debris. Rồi, sang đề tiếp theo nha. Yeah.